mạng xã hội phát sốt trước thông tin thừa hoàn ký của Dương Tử và Hứa Khải tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng. Mới đây thì mạng xã hội lan truyền thông tin dự án thừa hoàn ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã phá 30.000 điểm nhiệt độ. Với thành tích này, bộ phim đã lập kỷ lục phim đô thị phá mốc này nhanh nhất trên nền tảng Tencent tính từ đầu năm 2024 đến nay. Nhiều khán giả cho rằng thể loại phim truyền hình đô thị lãng mạn vốn không được nhiều khán giả ưa chuộng. Chính vì thế, việc phim của Dương Tử và Hứa Khải ngày càng lập được thành tích ấn tượng cho thấy sự thành công của bộ phim này. Thành công của dự án giúp cho Dương Tử nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Vốn sở hữu ngoại hình chỉ thích hợp đóng phim cổ trang, không có sức hút khi đóng phim hiện đại. Sự nghiệp của Dương Tử gắn liền với các thể loại phim cổ trang. Nàng tiểu hoa lứa 90 để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với loạt phim đình đám như Hư Mật Tựa Khói Xương, Trầm Vụn Hương Phai và mới đây nhất là bom tấn truyền hình Trường Tương Tư nổi đình nổi đám năm 2023. Thành công với loạt phim cổ trang ăn khách, những bộ phim thể loại hiện đại của Dương Tử lại không được lọc công chúng. Trong những năm gần đây, Dương Tử liên tục thất bại với dòng phim này. Những bộ phim như Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Muốn Mãi Mãi Yêu đều nhận về kết quả ảm đạm. Tuy nhiên, ở dự án này, cô có tiến bộ về ngoại hình lẫn diễn xuất. Sau khi thừa hoàn ký lên sóng, Dương Tử đã phá bỏ những nghi ngờ của khán giả. Nhân sắc và diễn xuất của Dương Tử được mọt phim Hoa Ngữ khen ngợi. Trên các diễn đàn đánh giá phim cũng bình luận Dương Tử trông duyên dáng và xinh đẹp hơn nhiều trong dự án này. Ngoài ra thì nam chính Hứa Khải cũng được nhiều khán giả đánh giá đã có sự tiến bộ rõ rệt. Trước đó thì anh chàng bị chê bai hay đóng phim rác khi các dự án tham gia đều không được đánh giá cao. Tuy nhiên ở dự án lần này, anh được khen điển trai, chững chạc, diễn xuất cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Hình tượng của anh phù hợp với bạn diễn Dương Tử không bị chuyện. Hình tượng của anh phù hợp với bạn diễn Dương Tử không có chuyện chênh lệch tuổi tác ảnh hưởng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách ấn nút subscribe và ấn vào cổ tự thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.